Xin giới thiệu với các bạn những cái người mà yêu đồ gỗ mỹ nghệ trên khắp mọi miền đất nước để chiêm ngưỡng hai cái bộ sản phẩm trong rất nhiều những cái sản phẩm ở cái xưởng đồ gỗ mỹ nghệ, đồ gỗ Hiền Khải ở thôn 4 xã Nhân Khang sản xuất. Đây trước mặt các bạn là hai cái bộ sản phẩm gỗ gụ rất là đẹp, và mình sẽ quay gửi tới cô chú anh chị và các bạn những cái thông số chi tiết và kèm theo giá bán, chủ xưởng sẽ chia sẻ trực tiếp luôn. Hello, xin chào các bạn, mình là Lê Bằng Giang. Hiện tại mình đang có mặt ở thôn 4 xã Nhân Khang, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Một trong những cái nôi về làng nghề đồ gỗ, đặc biệt là sản phẩm về trường kỷ, buôn bán trên khắp mọi miền của đất nước, xuất cả sang nước ngoài. Hiện tại bây giờ mình giới thiệu cho cô chú, anh chị, các bạn, những người mình yêu sản phẩm về đồ gỗ là hai cái bộ trường kỷ này. Trong rất nhiều các cái bộ mà trường kỷ mà bên chủ xưởng bán ở đây thì mình sẽ giới thiệu hai bộ kỹ và chi tiết hai bộ trường kỷ này để gửi tới cô chú anh chị các bạn. Thì ai mà yêu thích đồ gỗ thì có thể xem chi tiết về video này nhá. Đây là hai bộ lúc nãy mình quay đầu video. Đây là chị chủ xưởng là chị Hiền. Rồi chào chị Hiền nhá. Bây giờ là hai cái bộ đẹp long lanh như thế này mà em hỏi sơ qua là giá thành rất là mềm và đẹp. Chị thử rất nhiều các bộ và ra hai bộ như này thì chị Hiền giới thiệu cho em tổng quát về hai bộ này, chất liệu gỗ, kích thước, rồi giá cả là bao nhiêu. Đây là bây giờ là đây chị ra gần đây đây à. Hai bộ này là chất liệu gỗ thì gọi là quá tuyệt vời rồi. Cái này là gỗ gỗ gì chị nhỉ? Gỗ Lào, gỗ gụ Lào. Tại vì chính cái hàng 100% này là xẻ ra vân là để lâu rồi, khô để lắm lâu. Cái kích thước của cái bộ này là bao nhiêu chị? Chân là 11 chỉ như chỉ 7 ly này. 11 nó chỉ. Là xít 8 phân này. Mặt thì 8 là phân 3. Ha, có nghĩa là chỉ 11 chỉ là chỉ 7 ly, từ đến đây là 11 8 phân đúng không? Từ đây là 8 phân. Mặt là mặt bao nhiêu? Mặt là 2/1. Mặt là 3 chỉ. 2/1. 3 chỉ là 2/1. Rộng là cái rộng mặt là 52. 52 luôn, 52 phân. Đấy. Các bạn nhìn nhá, vân viết rất là tốt ha. Còn cuốn, cái cuốn là 10/17. Cuốn là rất lớn nhá, cuốn là 10/17. Vách thì là 4 phân, yếm 4 phân, đục kinh bằng 10/17 ha, 10/17. Đục kinh bằng sắc nét luôn. Này, 17 này, cái này là 10 này. Yếm là yếm 4 phân. Đúng rồi. Yếm 4 phân, đục kinh bằng, các bạn xem nhá, tiêu chuẩn của làng nghề này. Rất nhiều năm trong nghề làm bán trường này. Đục sắc nét. Yếm 4 phân, đục lòng chảo và kinh bong này, các bạn nhìn thấy này. Kinh bong là có nghĩa là mình bỏ cái tay vào trong này. Đấy, của cái hoa này. Hoa này đục tự nhiên nhá, chứ không có chóc ghép nối gì đâu, đục nguyên một tấm luôn. Đấy. Cắt xẻ bằng tay. Đấy, các bạn nhìn thấy cúc nó mềm mại không? Đây là chỉ hàng để thô đấy nhá. Hàng để thô. Đấy các bạn thấy hoa sen này, sen cỏ thế này, rất là đẹp luôn. Đó, yếm 4 phân. Đây là ván 4 phân. À ván 4 phân. Còn đây là phân còn yếm đây là bao nhiêu nhỉ? Yếm 4 phân. Yếm 4 phân luôn. Đây là cái yếm ở dưới nhá, các bạn nhìn xem nào. Đó. Đây là phúc nho hạt. Yếm 4 phân. Phúc nho đúng không? Đúng đây là chữ phúc đúng không? Yếm phúc nho. Yếm phúc nho, đây là yếm phúc nho. Đó, rất là đẹp. Rồi. Cái những cái mối nối này, đây gọi là những mối ghép này, nhìn các bạn nhìn này. Đều răm rắp, đó, chất lượng. Hàng làng nghề, bao nhiêu năm kinh nghiệm về đóng trường rồi, rất là đẹp luôn. Đấy, 11 chỉ rất là chắc chắn. Đó, thì cái bộ như thế này, đây hiện tại chỉ có hai bộ trong tuyển chọn của rất là nhiều các loại gỗ mà chị đóng, có rất là nhiều loại sản phẩm này, nhưng mà mình chỉ quay chuyên về hai cái bộ này thôi, rất là đẹp. Đấy, để gửi tới những người mà có thú, có sành về chơi đồ gỗ và trường kỷ thì có thể các bạn chiêm ngưỡng. Tay rất là lớn, vân rất là ok luôn. Đây là gọi là hàn thiện thô á. Đấy. Ba tấm. Đẹp từng cm luôn. Đấy, đằng sau á, đằng sau của bộ trường này. Đấy. Ván đằng sau đục. Hiếm có bộ này. Hiếm có luôn. Đấy. Hàng này là gỗ bao khô luôn nhá. Nhìn các bạn này. Gỗ này, từng cái thớ gỗ chỗ này. Dựng sắc nó nét. Rất là vân veo, rất là cắt ra để tự nhiên luôn, chảy tra nhám rồi đấy. Gỗ bao khô luôn. Đấy, từng mùa này là mùa thu. Đấy, quá lâu. Thu lên là đục đạt. Sản xuất ra bộ trường này để thì đảm bảo chất lượng. Thì cái bộ này là hai cái bộ này đúng không? Đúng rồi. Khi mà hoàn thiện mình bán là bán giá hoàn thiện đúng không? Đúng rồi, chị bán giá hoàn thiện thì cái bộ này mình bán giá tại xưởng hoàn thiện này là bao triệu. Nhiêu tiền chị? 50 triệu. 50 triệu. Đó, chủ này. Chị chủ tên là Hiền.
báo giá công khai là bộ này hoàn thiện đầy đủ, là có nghĩa là trà hoàn thiện là đây là hoàn thiện thô. Đấy, còn khi hoàn thiện là sẽ trà nhám lại rất là nhiều nước và nhiều lần và sẽ phun PU rất là đẹp. Đấy, để các quý khách mua về chỉ là mang để kê thôi, là giá 50 triệu. Đấy, mua về là chưa bao gồm phí vận chuyển. Đấy, phí vận chuyển là tùy từng tỉnh thành khác nhau, vùng miền khác nhau thì sẽ có phí khác nhau. Ví dụ mà mình phí mình ship là vào miền Trung thì khoảng bao nhiêu tiền chị? Thường thường là bộ này này vào miền Trung thì chỉ hết khoảng 1 triệu thôi, một chứ triệu. Còn vào trong Nam thì nó hết hơn 2 triệu. Thì từ 1 triệu đến 1 triệu mấy, còn còn trong Nam thì có thể khoảng 2 triệu một bộ. 2 triệu rưỡi. 2 triệu rưỡi một bộ. Đúng. Đấy. Một bộ này là có một cái ghế này nhá, à hai cái ghế. Đấy, một bộ này đây là hai cái ghế này. Đây là hai bộ này, đấy là hai cái ghế nữa và một cái bàn. Đây cái bàn đây này. Bàn đây đây, đây. Một cái bàn đây. Rồi. Cái bàn này là mình thôi không cần kéo ra đâu. Chị đây có cái bàn này của bộ nhỏ, còn cái bàn bộ lớn này các bạn nhìn này, một cái chân của cái bàn này sẽ to bằng cái chân của cái ghế bộ nhỏ. Đôi 4 6 8 9 chỉ nhá. Cái bàn mặt bàn này là kích thước bao nhiêu chị? À, cái bàn đấy là 1m3. 1m3. Rộng 60. 60. Đây, 1m3 là có nghĩa là cái này từ bàn từ đây sang đến đằng kia 1m3 và từ đây đến đây là 60. Đấy. Thì một bộ này nó có hai cái ghế và một cái bàn như này. Đấy. À, cái đấy là còn nếu mà 37, ai có 1m37 thì phải, 1m37 1m37 đúng không? Đúng rồi. Mà ai có thể là người, hình như một số em thấy một số cái bộ lớn lớn này đúng nó rồi. Có cả cái bàn kẹp đúng không? Nếu mà mua thêm ấy đúng nó có đóng không? Cái đấy là mua thêm là sẽ đóng. Mình sẽ đóng, đấy, có thể là các bạn nào muốn mua thêm một cái bàn kẹp vào thêm cái bàn này nữa thì có thể là đặt sẽ thể đóng thêm. Đấy. À, bây giờ mình sẽ quay ở ngoài kia sẽ có một cái bộ nữa cũng rất là đẹp mà giá có thể mềm hơn mà mới lót qua một nước rồi. Bây giờ mình sẽ quay chi tiết ở ngoài nhá. Đây. Đây là một cái bộ nữa mà mình thấy cũng rất là đẹp. Đây chị bán rất là nhiều nhá, những cái bộ nhỏ. Thì những bộ nhỏ này mình sẽ quay trong những video khác. Video khác thì bây giờ hôm nay chỉ quay ba cái bộ trường mà mình thấy là ok. Đây. Đây là cũng một trong những cái sản phẩm hàng VIP của bên chị. Là cũng là gụ, nhưng mà gụ này đã quét một lót một nước để cho nó bảo vệ gỗ. Đấy, khi mà nó quét một nước này thì các bạn nhìn thấy vân nó sẽ nổi lên rất là nhiều. Đấy, rất là đẹp luôn. Mà cái bộ này là sẽ đục nó hơi khác bộ kia. Này, bộ sen cò đúng không? À, sen lân đó. Đấy các bạn, bộ này đục thủng nhá. Đục thủng luôn. Đấy, ba tấm sắc nét ván đục thủng từng chi tiết này rất là đẹp này. Mình sẽ quay lại. Đấy, tại vì không gian nhỏ lên chị để những cái bộ nó sát rát nhau nên không quay chi tiết được. Đấy, đằng trước đục này đục thủng mà hai mặt như nhau. Đây thì mình sẽ quay chi tiết ở mặt sau này. Đấy, mặt sau cũng là thủng luôn nhá. Đấy, mình sẽ cho sáng lên xíu nữa tại vì nó ở đây nó hơi tối. Đây các bạn nhìn xem, đây là mặt sau của cái bộ trường này. Đó, hai mặt như nhau mà rất là đẹp. Thì cái thông số của cái bộ này là bao nhiêu chị nhỉ? Thông số là cũng mặt cũng 7 ly đấy, là 2/1. Mặt là mặt 2/1. Đúng rồi. 3 ly. Rộng cũng 52. Rộng 52. Chiều rộng của cái vang ngồi này là 52. Chân cũng 11 chỉ. Chân 11 chỉ. Đây các bạn nhìn. 18 phân. Rất là đẹp luôn. Đấy. Hàng rất là chất mỗi lượng. Mỗi cuốn là nó nhỏ hơn. Không? Mà nó ngắn hơn. Cái này là vẫn 11 chỉ nha. Đúng rồi. Đấy, cuốn này thì cuốn này là 10-15. Cuốn 10-15. Cứ quay là bộ lớn kia là 10-17. Còn này là 10-15. Thì cái kích thước của chiều vang dài của cái ghế cái này là 2m24. 2m24. Đó. Cũng số đẹp luôn. 2m24. Đó, 2m24. Ngắn hơn cái kia một xíu. Đúng. À, còn cơ bản là gần như nhau. Gỗ y chang mà gỗ này có vẻ có đẹp không? Thì cái bộ này là mình bán bao nhiêu tiền? Chị giao tại xưởng là 40 triệu. Đó, bộ này chị bán tại xưởng là 40 triệu. 40 triệu một bộ gỗ vụ. Hàng 2m24, nó chân 11 chỉ. Đục sen cò. Đấy, sen lên rất là đẹp không? Đục thủng luôn, hai mặt như nhau. Đấy, hai mặt như nhau. Hàng rất là đẹp. Đấy thì cô chú anh chị các bạn yêu thích về đầu gỗ, đặc biệt là trường kỷ. Mà trường kỷ giá tại xưởng là nghề rất là hợp lý. Đấy, chất lượng rất là nói chung là đảm bảo và tuyệt vời rồi. Thì có thể liên hệ đến chủ xưởng, số điện thoại của chủ xưởng đồ gỗ Hiền Khải thì mình có để ở trên cái màn hình của video này, ở cái mô tả cũng như là cái phần bình luận. Thì
Ai có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp với chủ xưởng để hỏi về chi tiết về sản phẩm và giá cả luôn. Thì cái bộ này là chưa bao gồm phí vận chuyển ha. Phí vận chuyển sẽ tính theo từng vùng miền khác nhau, thì nó khoảng từ 1 đến 2 triệu, khoảng 2 triệu rưỡi nếu vào miền Nam. Đó. Rồi xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị các bạn trong những video tiếp sau theo về làng nghề nhá. Rồi xin chào.